đánh giá sơ bộ mô hình ChatGPT O3 Mini vừa mới ra mắt của OpenAI. Đây, thì đây là tài khoản trả phí. Bạn sẽ chọn được cái mô hình là O3 Mini hoặc là O3 Mini 2. Còn tài khoản miễn phí thì sao? Tài khoản miễn phí vẫn dùng được mô hình O3 Mini. Khi mà bạn bấm vô cái suy luận này nè, rồi bạn hỏi nó thì nó sẽ dùng cái O3 Mini nó trả lời. Ví dụ nè, vẫn là cái bài toán mà về bán giày dép đây. Đó. Thì nó sẽ dùng cái O3 Mini nó để suy luận ha. Đó. Thì cái O3 Mini bạn dùng được cho tài khoản trả phí lẫn miễn phí. Đó. Rồi, thì cái O3 Mini có những tính năng gì? Thời điểm hiện tại thì nó sẽ chỉ xử lý được text thôi, để mà cho những cái tác vụ mà yêu cầu logic cao ha, giải toán, lập trình này nọ. Hiện tại nó không có xử lý được cái việc như là bạn tạo ảnh hay là bạn upload hình lên nhờ nó phân tích ha. Đây là những cái nó gợi ý nè. Giải quyết vấn đề này là viết bài nè, tóm tắt nội dung nè, viết code nè, lên kế hoạch, lời khuyên, brainstorm. Đó. Rồi, mình thử lại cái bài toán này ha. Đây, vẫn là bài toán giày dép. Đó. Bạn coi nó phân tích nha. Thì khi mà bạn đặt cái câu hỏi á, nó sẽ vẫn phải dịch ra tiếng Anh rồi nó xử lý, sau đó nó sẽ trả kết quả về tiếng Việt cho các bạn. Đây, kết quả là 90.000, nó xử lý rất là nhanh ha. So với cái trước đây mình dùng cái O1 cái O1 á, thì cái O3 Mini nó xử lý rất là nhanh luôn. Rồi, quay lại cái mà tài khoản miễn phí nè. Đây, nó cũng phân tích nó giờ này nọ ha. Trả lời kết quả vẫn là 90.000 đồng. Đó. Nói chung là cái O3 Mini này dùng rất là ngon các bạn, cho những cái tác vụ mà bạn cần tư duy logic này nọ ha. Rồi, ok, đó là cái đánh giá nhanh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.